Áp lực tỷ giá năm nay thì chúng tôi cũng đã phân tích dự báo khá là lớn. Đấy, nó có cũng có khoảng 3 4 áp lực đối với tỷ giá. Áp lực thứ nhất đó là với cái việc Mỹ tăng lãi suất, với cái việc là tổng thống mới của Mỹ tiếp tục thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng thì đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá. Và đô la Mỹ tiếp tục tăng giá thì rõ ràng là tạo áp lực đối với tỷ giá của nhân dân tệ, đối với tỷ giá của Việt Nam đồng chúng ta. Cái thứ hai đó là cái áp lực đối với cái câu chuyện về lạm phát của chúng ta, như chúng ta cũng đã phân tích thì nó cũng tạo ra áp lực đối với mặt bằng lãi suất và cũng tạo áp lực đối với cả vấn đề tỷ giá, bởi vì giữa lạm phát với tỷ giá tại Việt Nam chúng ta có những tác động qua lại nhất định. Và rõ ràng cái thứ ba là hiện nay thì rất nhiều nước đang theo dõi động thái của chính quyền Mỹ và họ sẽ có những cái điều chỉnh trong chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, cả chính sách về tỷ giá, và như vậy cũng tạo áp lực đối với câu chuyện về tỷ giá của Việt Nam đồng chúng ta. Thế thì theo tính toán dự báo chúng tôi nghĩ rằng là năm nay chắc là Việt Nam đồng có thể cũng phải chịu áp lực, và nếu chúng ta kiểm soát tốt thì cái mức độ mất giá của Việt Nam đồng nó cũng ở khoảng từ 2 đến 3% trong năm nay, và tôi thấy rằng mức này nó cũng hợp lý trong bối cảnh hiện nay, bởi vì trong cái cuộc chiến tranh về tiền tệ nhiều nước cũng đã và đang coi như là giảm giá tiền trong bối cảnh là quốc tế như vậy, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta cũng có cái điều chỉnh ở mức độ 2 đến 3% đối với Việt Nam đồng là phù hợp. Tất nhiên chúng ta cần phải tính toán tổng hòa lợi ích của toàn bộ nền kinh tế để chúng ta quyết định về vấn đề tỷ giá, bởi vì đây là một cái vấn đề nhạy cảm chứ không chỉ riêng lĩnh vực thương mại hay là đầu tư, mà phải tính toán đến cả thương mại, đầu tư, nợ công, nợ nước ngoài, rồi cả vấn đề về lạm phát.